sàn diễn đời và nghề. Nam Hiệp cùng với Ngọc Thu xin gửi lời chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với khung giờ quen thuộc của sàn diễn đời và nghề. Chương trình của chúng tôi đang được phát thanh trực tiếp trên kênh AM 610 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ lúc 9 giờ cho đến 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Và quý vị ngoài kênh radio có thể nghe chương trình đang được phát trực tuyến tại trang web của đài ở địa chỉ là voh.com.vn, hoặc là một cách tiện lợi và dễ dàng, chúng ta có thể nghe chương trình phát thanh trên app ứng dụng VOH Radio Online quý vị nhé. Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng trực tiếp của chúng tôi thì có thể nghe lại chương trình này được phát lại ở khung giờ là 13 giờ cho đến 14 giờ và 22 giờ cho đến 23 giờ trên kênh FM 87.7 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là quý vị sẽ đồng hành cùng với 60 phút của chương trình sáng nay để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện đời, những câu chuyện nghề với những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, và đặc biệt là có thể thể hiện niềm đam mê của mình với bộ môn tài tử sân khấu cải lương thông qua những bài ca trên làn sóng phát thanh VOH quý vị nhé. Hy vọng là ngay từ bây giờ quý vị hãy gọi về cho chúng tôi ạ. Dạ, yeah. Tôi cũng nhắc lại một lần nữa hai số hotline của chương trình, số điện thoại 028-3822-3285 và 028-3822-4429. Gọi đến để chúng ta có thể được ca giao lưu và đặt câu hỏi với nghệ sĩ mà mình yêu thích nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với ban nhạc của chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay thì nhạc sĩ Hồng Đức anh sẽ đàn guitar, còn nhạc sĩ Hoàng Thuận anh sẽ đàn tranh. Xin mời ban nhạc. Vâng, cảm ơn các nhạc sĩ đã hòa đường sáng nay để chúng ta cùng đến với những giây phút thư giãn cùng với sàn diễn đời và nghề sáng nay ạ. Hôm nay thì Ngọc Thu đã trở lại với phòng thu của sàn diễn đời và nghề. Tuần trước thì bạn ấy đã trốn đi tác nghiệp ở dưới Cần Thơ. theo giải Trần Hữu Trang đó quý vị. Thì chắc cập nhật một số tình hình cái không khí như thế nào Ngọc Thu ha. Dạ, anh Hiệp nói đúng rồi. Tuần rồi thì Ngọc Thu ở Cần Thơ cũng có nghe chương trình, nghe quý vị có giao lưu với nghệ sĩ của chương trình. Thì năm nay thì đúng là một mấy năm mà giải thưởng Trần Hữu Trang có rất là nhiều thí sinh mạnh. Mà quý vị cũng biết là theo thông tin quý vị đã nghe thì có cả những nghệ sĩ ưu tú cũng tham gia nữa. Nên là đó là áp lực rất lớn cho những thí sinh lần đầu tham gia giải Trần Hữu Trang. Đúng không anh Hiệp? Vâng, và từ cái giải Trần Hữu Trang thì Ngọc Thu cũng đã mang đến phòng thu của chúng ta ngày hôm nay một nghệ sĩ từ giải Trần Hữu Trang đang tham gia giải và đang tiến vào những vòng trong đấy ạ. Dạ. Chắc là Ngọc Thu giới thiệu đi ha. Dạ, mà nghệ sĩ này cũng quen thuộc. Đây là quán quân của cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương Bông Lúa Vàng 2020 do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với một cái giọng ca cao vút. Ngọc Thu nói tới đây, quý vị có thể chắc chắn là sẽ đoán ra. Nghệ sĩ trẻ Hằng Ni. Lời nói đầu tiên thì Hằng Ni cũng xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài gần xa. Kính chào MC dễ thương Ngọc Thu và Hoàng Hiệp nha. Dạ. Em chào anh Hồng Đức. Dạ, cùng với nghệ sĩ Hoàng Thuận. Dạ, nghệ sĩ Hoàng Thuận ạ. Dạ, lo thì quá rồi quên hết dạ, tên lâu. MC, tên nhạc sĩ luôn rồi. Dạ, bữa sáng chúc quý vị khán giả gần xa một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ nha. Dạ. Dạ, rồi không biết hai chị em là có đón xe đò chung lên không? Không, không. Tại vì Hằng Ni là thi ở thành phố Hồ Chí Minh, còn Ngọc Thu đi về Cần Thơ là để theo dự các thí sinh ở khu vực Tây Nam Bộ. Dạ, đúng rồi. Thì Ngọc Thu với lại Hằng Ni có gặp nhau ở cái vòng thi đầu tiên. Thì có một cái điều đặc biệt mà Ngọc Thu muốn chia sẻ cho quý vị biết là Hằng Ni lạ lùng hơn người ta ở chỗ là khi người ta đi thi á, là cái lúc mà người ta chuẩn bị thi á, là người ta rất là hồi hộp. Ở trong em thấy mọi người trong cánh gà đồ ngồi ôm tuồng đồ đứng đồ giật vũ đạo đồ, còn bạn này rất là ngồi rất là im đọc báo. Đọc báo thôi. Xong rồi mình còn hỏi ủa thi chưa,
khoảng chừng 10 phút nữa là thi ha. Nhưng mà vẫn đọc báo nha, rất là bình tĩnh. Chắc là ruột đó, tiết mục ruột hay sao. Đúng. Tình dữ. Rồi. À, thật sự ra thì nói với Nam Hiệp với lại Kỳ Ngọc Thu là cái này là trích đoạn này là mới vừa học luôn. À. Có nghĩa là xem thí sinh đã thi bên đài của mình VOH rồi. À. Nhưng mà lần đầu tiên là mới vừa học xong thì để tham dự cái một cái giải lớn Trần Hữu Trang thì áp lực cũng nhiều lắm chứ. Ừ. Trời, lần đầu tiên mà mình được có nghĩa là Ni đã từng mơ ước là sẽ được đứng trên sân khấu Trần Hữu Trang để thi, nhưng mà thật sự là lúc trước thì chỉ có chuyên nghiệp toàn quốc á, là chỉ có người trong đoàn mới được tham gia thôi. Thì bây giờ mở rộng ra thì các thí sinh đơn vị tự do được thi rồi mừng ghê liền. Được đứng trên sân khấu Trần Hữu Trang thi áp lực rất là nhiều, tự nhiên mình thi với toàn là trời ơi các thứ dữ không à. Dạ. Ưu tú này ha, rồi các bạn mà nổi tiếng này kia nọ thi đó, mình áp lực nhiều lắm đó. Nhưng mà thật sự là cũng như Ngọc Thu nãy nói đó, mình ngồi mình xem báo tới giờ thì lên. Ngọc Thu hỏi ủa Ni, chuẩn bị rồi kia xong chưa, xong ông bài sao thấy người ta vậy mà ngồi đọc báo được tỉnh bơ vậy, thì nói giờ thì tự nhiên nó không có rung gì hết trơn á. Tự nhiên không có rung gì hết trơn á. À, có nghĩa là chắc là tổ cũng phù hộ cho Ni là để sức mạnh à. Có lòng tin để lên thi. Dạ thì chắc là nhờ cái yếu tố đó mà mình có thể nói là bình tĩnh nhất, gọi là tự nhiên nhất có thể. Và có tới đâu làm tới đó, đúng không? Rồi, có đâu làm đó vậy. Dạ thì được biết là Hằng Ni thì thi trích đoạn là Tiếng Vọng Hang Hòn, đúng không? Đúng rồi. Rồi một cái trích đoạn mà cũng đã ghi dấu ấn cho Biện Thị Kim Thuy ở mùa giải bông lúa vàng 2021. 21, đúng rồi. Thì gọi là xin cái phía của Kim Thuy. Với cái trích đoạn này thì với mình thì mình tìm hiểu như thế nào và có xử lý nhiều ở cái trích đoạn này không? Thì thấy bạn thi diễn trích đoạn đó với anh Tân Tấn Loan rất là dễ thương. Thì Ni mới nói là thôi bây giờ mình cũng thử vào cái vai cô Sứ xem sao. Dạ. Thì rất là thích cái tác phẩm đó, gì cô Sứ rất là anh hùng, rất là nói là chiến đấu kiên cường tới chết vẫn không khuất phục mà. Dạ. Thì thấy các bạn diễn rất là hay, thì mình nhờ đạo diễn Thanh Lụ thầy chỉ dẫn cho Ni đặng thi bên Trần Hữu Trang. Thì thầy cũng chỉnh sửa một đôi chút. Nói chung là thầy chỉnh sửa lại cho khác với bên mình đó. Bên cuộc thi bên đây thì cho nó có phần dễ thương này kia, nó sáng tạo hơn chút. Thì qua đó thì cũng cảm ơn thầy Thanh Lụ đã tạo điều kiện cho Ni, tập luyện cho Ni để cho Ni thành công được bước vào vòng trong của chuyên nghiệp toàn quốc. Bên giải Trần Hữu Trang, trở mới chuyên nghiệp toàn quốc quá. Rõ ràng là với chị Sứ Kim Thuy thì chúng ta cảm nhận được là trẻ trung ở tuổi 20 của cô gái đó năm trước. Đúng thì rồi. Không biết là với chị Sứ Hàng Ni thì như thế nào Ngọc Thu? Chị Sứ Hàng Ni nha, thứ nhất là Hàng Ni ca rất hay. Cái đó là không thể phủ nhận được. Với khi mà Hằng Ni bước ra sân khấu là đầu tiên là thấy là không biết sao nha, chắc có lẽ là hôm đó là tổ thương á, sáng sân khấu mặc dù không hề make up gì nhiều. Không có make up nhiều. À xong cái này rồi chúc mời Ngọc Thu cà phê. Không, cái này mình nói thiệt. Rồi với lại hôm đó là cái trích đó dựng lại cảnh trí cũng đẹp hơn. Đúng rồi. Dựng như cái rừng vậy đó. Đúng rồi. Cái giọng rồi, nói chung là nên thơ lắm. Chắc dễ thương, hay lắm. Rồi ai đóng vai anh Sang? Thì cũng là nghệ sĩ Tô Tấn Loan. Thấy dễ thương có mời luôn. Rồi bà mẹ cũng một ý kiến. Đúng rồi, cũng mời bà mẹ luôn. Mẹ rồi. Cũng quá hay. Nói chung là Loan diễn bà mẹ quá hay. Đúng rồi. Hợp nên đi mời. Thi hát, Ni hát rất là hay nha. Có nghĩa là nguyên cái trích đó biết là bị tra tấn nè. Bị tra khảo rồi đủ thứ, nhưng mà phải nói là chính vì cái giọng của Ni rất là sáng kết hợp với diễn xuất nên là nó làm nên một cái trích đoạn mình có thể nói là mình coi mình cảm thấy thích. Nói chung thì cũng cảm ơn thầy Thanh Lụ và cảm ơn những ekip đã hỗ trợ cho Ni. Và cảm ơn nghệ sĩ Hoài Dương nữa. Đúng rồi. Hoài Dương cũng đã hỗ trợ cho Ni. Trời ơi, ông quýnh cái bàn nguyên cái da của Ni, nó bầm hết luôn. Nó bầm hết luôn. Anh Hoài Vương có nghe chương trình không? Chắc có nghe. Và cũng dễ thương. Là... thì cũng phải cảm ơn Kim Huy nữa đúng không? Đây này, cảm ơn bạn Kim Thi đã thể hiện cái vai đó dễ thương nên là Ni mới thích cái vai đó nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hy vọng là Kim Thuy cũng có nghe chương trình sáng nay. Hồi tuần rồi chúng ta đã giao lưu với Kim Thuy. Thì cũng ca lại cái trích đoạn đó. Thì hy vọng một chút nữa đây Hàng Ni cũng sẽ thể hiện lại chị Sứ ở một cái lớp nào đó. Để coi là hai chị Sứ ở hai hoàn cảnh và hai cái cuộc thi khác nhau như thế nào quý vị ha. Mà chắc chắn là trong cái lớp, trong quy cái trích đoạn đó sẽ có một lớp mà Thi thích nhất, Ni thích nhất đúng không? Đúng rồi. Chỗ nào mình thích nhất là mình ca đi.
Có nghĩa là cái lúc mà thích nhất thì cái câu vọng cổ vô đầu để với anh Sang á. Nhưng mà mình lại thích nhất là cái đoạn cuối cùng. Cái chỗ mà tại vì chúng tao chiến đấu cho chính nghĩa, một ngày không xa non nước sẽ thanh bình. Cái đoạn đó thì nó rất là cao trào. Có nghĩa là thể hiện hết những cái anh hùng của người phụ nữ đi trên hết, để cuối cùng để chết á. Anh thích cái đoạn đó nhất. Cô gái này thích thử thách. Bé Thùy thì thích cái đoạn ca với cái lớp ca với người mẹ đó. Thì một chút đây chúng ta sẽ nghe cái đoạn hào hùng này của chị Sứ Hàng Ni như thế nào quý vị ha. Dạ. Rồi bây giờ tiếp tục thì bật mí luôn cùng với quý vị thính giả là Hàng Ni đã tiếp tục có mặt ở vòng chung kết. Vòng chung kết thì Ngọc Thu nghĩ là nó sẽ khó hơn, tại vì diễn tới 30 phút và còn phải đối mặt với hội đồng báo chí nhiều lắm. Thì Ngọc Thu hỏi là Nick bây giờ có đang có thấy áp lực gì không? Thật sự là áp lực thì nói thật nha, nói thật lòng là không có luôn. Tại vì mà đã vô đây, nói chung là bây giờ cái lửa của Ni giống như là lúc mà dòng xếp hạng của bông lúa vàng vậy đó. Nó cứ lửa giờ trong cho tới ngày đặng mà thi, đặng bước lên thi á. Càng vào dòng trong càng thích, đúng không? Đúng rồi. Ngộ vậy càng thích. Bây giờ thì trích đoạn đã chuẩn bị xong chưa? Tiếp mục. Ni đã tiếp mục chỉnh trích đoạn là Bảo Táp Phong Ba. Ở Tấp Nguyên Phong, Phong Ba hoài. Ở Tấp Nguyên Phong. Trời ơi, một cái vai diễn cũng khó. Đòi hỏi nhiều thứ, đúng rồi, vũ đạo này kia nữa. Rồi, không, rồi chuẩn bị có phần thi ứng xử nữa hả Ngọc Phu? Đúng rồi, ứng xử. Trời ơi, đang căng cái dòng thi ứng xử theo biết nó sao đây nè. Một chút mình giả bộ mình đảm cho thí sinh Hàng Ni vài câu hỏi để bạn ứng xử. Mà thật sự là Ngọc Thu thấy nè, anh Hiệp, anh Nam Chính, anh Nam Hiệp cũng đã coi rất nhiều mùa giải Trần Hữu Trang, thì thấy là thí sinh hát rất hay, diễn rất hay, rất tự tin. Đến lúc mà ứng xử á, đứng yên. Đó, thằng này đang lo, đang ngủ, nằm mơ, thấy biết ứng xử sao. Đó, đó là cái trăn trở nhất của giải Trần Hữu Trang đó. Mình nhớ cái cảnh mà anh Kim Tiểu Long, anh nằm trên cái giường mà anh đóng cái vai Hàn Mặc Tử đó. Nằm rí tới cùng cái cuối cùng cái phần hỏi ứng xử á, thì lại nó hỏng hỏng cái như ý muốn. Như là ngày xưa cũng có một cái nghệ sĩ, nó là nghệ sĩ Hoàng Nhất anh nhớ không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, cũng là cái phần ứng xử. Đó thì mình thấy là mỗi một cuộc thi đều có những cái sự hấp dẫn, sự hấp dẫn, sự hạnh phúc riêng, nhưng mà cũng có những cái khó khăn riêng với nghệ sĩ. Bởi vì quý vị cũng biết là nghệ sĩ thì hát rất là hay, diễn rất hay, nhưng mà nói thì không phải là cái sở trường của nghệ sĩ. Đó, cho nên là Ni cố lên. Mình tin là Hàng Ni sẽ làm được. Chắc chắn là sẽ cố lên rồi. Nhưng mà cố lên sao mà lại thi không áp lực, mà sao áp lực cái ứng xử quá. Ồ, ai cũng vậy á. Hầu như là thí sinh nào cũng bị áp lực bởi cái phần ứng xử đó. Thôi, nhưng mà Nam Hiệp thấy là nếu mình thi tốt rồi thì cái gọi là cái cảm xúc của hội đồng báo chí nó cũng sẽ khác đó, cũng sẽ ưu ái cho mình, đúng rồi, cũng trông là vậy đi đó. Cho nên là nếu mình trả lời như thế nào thì họ cũng hướng cho mình thôi đó. Nó cũng không đến nỗi nào. Cái quan trọng nhất vẫn là cái tiết mục dự thi, Nam Hiệp nghĩ như vậy. Nhưng mà cái Bảo Táp Nguyên Phong là một cái trích đoạn rất là khó, cho nên là, nhưng mà Thu nghĩ là giọng ca thì mình không nói ha. Nhưng mà Thu đang lo lắng về cái phần vũ đạo á Ni. Tại vì Ni, thật ra thì quý vị cũng biết Hàng Ni thì không có theo một cái đơn vị nghệ thuật đúng chuyên rồi, nghiệp nào rồi. Cho nên không có nhiều cơ hội đi diễn. Đúng rồi. Thì các cô chú cũng vừa rồi có họp thì cũng hỏi là em đã xác định là cái trích đoạn này chưa. Thì Ni mới nói là bỏ cái diễn trên sân khấu lâu lắm rồi. Nhưng mà cái lửa đam mê về bên nghệ thuật mà để lăn lộn trên sân khấu này kìa, để vũ đạo thì rất còn mê. Cứ mỗi một lần nghe nhạc hồ quảng lên cái là cái máu mình nó nổi lên rồi. Nên hôm nay là cũng là một cái thử thách. Thì Ni hy vọng là tổ nghiệp phù hộ cho Ni là để hoàn thành cái bài thi này. Ni vẫn quyết định chọn cái vở cái lương này thì để cho thể hiện mình. Chứ bây giờ lúc đầu thì Ni cũng tính làm sử dụng lại cái kịch bản thép á của soạn giả Phạm Văn Đăng. Nhưng mà Ni suy nghĩ rồi, vừa mới chị Sứ xong thì bây giờ mình lại diễn cái một cái xã hội, một cái màu nữa cho nó khác màu, đúng không, cho nó khác màu. Nhưng mà Ni muốn khác màu, nhưng mà tuồng của Việt Nam mình á, tuồng sử Việt Nam mình mà vừa quân mông rồi luôn đó, cho nó cái phần nó cao trào này kia hơn. Thì cũng mong đạo diễn mà đã hỗ trợ cho Ni thì cũng kịch bản đó, nhưng mà cái phần mà đảo đi đảo lại cho nó mới,
cho nó mới, soạn lại cho nó mới một chút. Thì Ni muốn là sẽ lột xác trong một cái vai này thật là ấn tượng cho khán giả. Vòng chung kết của cuộc thi Trần Hữu Trang, tất cả các cái đêm thi là đều tự do, vào cửa tự do. Cho nên là quý vị khán giả mà muốn đi đi coi thi, ủng hộ thí sinh thì cứ đến. Nói chung là sẽ rất là hấp dẫn. Tại vì quý vị ơi, quý vị nhớ lên Trần Hữu Trang, không có mua vé đâu, lên ủng hộ Ni nha. Ni Ni thi bữa nào? Ni thi ngày 18. 18 tháng 10 nha quý vị. Tháng 10 nha quý vị ơi. Cho nên là hết sức là hấp dẫn, hết sức là, nói chung là có rất nhiều nghệ sĩ mà quý vị cảm thấy bất ngờ khi họ đến với giải Trần Hữu Trang. Ví dụ như Võ Minh Lâm, ví dụ như Minh Trường, ví dụ như nghệ sĩ Tú Lê Trung Thảo, nghệ sĩ Hoàng Nhất, Nguyễn Văn Khởi, Như Quỳnh, rồi nghệ sĩ Thanh Đông, Thu Vân, đó, rất rất nhiều. Trời ơi, đông lắm quý vị ơi, Ni áp lực lắm luôn á, chứ phải áp lực luôn. toàn là trung gian, thi với tàn là ưu tú luôn. Lúa vàng được không à? Trời hấp dẫn quá, lên coi quý vị ơi. Là thi buổi nào, buổi ban ngày được cả ngày luôn ha? Buổi tối. Không, buổi tối. Buổi tối thôi nha quý vị ơi, quý vị ơi. Mua xe đò, mua vé đi xe đò lên coi thi. Rồi, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau 18 tháng 10 quý vị ha, để cùng ủng hộ cho Hàn Ni và nhiều nghệ sĩ nữa trong giải Trần Hữu Trang. Còn bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị thính giả đã có tín hiệu từ đầu dây bên kia, để xem là có những câu hỏi nào đặt ra cho Hàn Ni trước thềm giải Trần Hữu Trang với những vòng thi căng thẳng tiếp theo đây học. Alo. Alo. Chào Hiệp. Dạ. Chào Thu. Dạ. Chào em gái Hàn Ni. Dạ, em chào anh. Anh Hiệp có nhận ra anh không? Dạ. Anh nói thêm miếng nữa. Nhận ra anh không? Nói thêm miếng, anh nói thêm miếng cho anh nhận ra đi anh, thêm miếng nữa đi. Hiệp có nhận ra anh không nào? Không luôn. Thôi bỏ đi anh. Đó. Anh ở đâu cái đã? Anh ở Đồng Nai à? Cho em biết là anh ở quận Nhất. Ồ. Quận Nhất. Quận Nhất. Chắc thân quen cái năm Hiệp lắm đây nè. Có ai ta? Anh có nhiều lắm anh Tài. Tài. Ờ đúng rồi đó. Anh Tài ơi. cái này xin lỗi, cái này không có cho nhắc tuồng nha. Em lỡ nhắc. Dạ đúng anh Tài rồi đúng không? Tại anh nói chữ quận Nhất là em chỉ nghĩ đến anh Tài thôi. Rồi, hôm nay không đi diễn nha anh. Nhiều người quận Nhất lắm à em ơi. Không mà hỏi cắt cớ vậy, hỏi Hiệp cắt cớ vậy là thường chỉ có vài người thôi. Dạ. Hôm nay không có đi diễn ha anh. Nay cũng rảnh. Rồi rảnh rồi mở đài nghe rồi bắt gặp Hàn Ni của chúng ta hả? Bắt gặp Hàn Ni. nói thiệt chứ nghe giọng nói của em với lại cái tên của em á, anh cũng rất là ấn tượng anh đi. Dạ cảm ơn anh. Rồi. Nhưng mà cho anh hỏi là cái nghệ hay cái tên của em là cái nghệ danh hay là tên thật của em? Dạ em có một tên một. Vậy hả? Dạ. Nghe cũng tại vì hồi đó anh có đọc cuốn sách mà nó cũng có cái tên Hàn Ni đó. Dạ. Lúc đó mẹ em xem vào cái lương Mùa Thu Lá Bay đó. Ấn tượng cô Hàn Ni quá, cái đặt em Hàn Ni luôn, có một tên một. Vậy là y chang rồi. Dạ. Đúng rồi anh. Dạ. Rồi cho anh hỏi là em cũng xuất thân từ Bông Lúa Vàng. Dạ. Anh được biết là hình như hồi năm rồi á, thì với lại năm nay em thi, chuẩn bị em thi chung kết cái dòng chung kết của Trần Hữu Trang. Dạ. Thì cho anh hỏi là trước khi em đoạt giải Bông Lúa Vàng thì em đã làm diễn viên chưa, hay là em lúc đó em còn đi học ở trường sân khấu hả Ni? Dạ thật sự đây em không có học bên trường sân khấu, em đi theo mẹ cùng nghề, với người ta gọi trong nghề mình là con nhà nòi á. Dạ em có đi diễn với mẹ các đoàn tỉnh, rồi xong rồi em có cộng tác với đoàn cải lương Đồng Nai. Được một năm mấy thì em xin phép rời đoàn á, rồi em đi tự do tới giờ anh. À vậy hả? Dạ. Vậy rồi từ lúc sau cái giải Trần Hữu Trang tới giờ là mình có nhiều người chú ý không? Dạ thì cứ bình bình vậy đó anh. Khán giả cũng thương, cứ show điều điều. Dạ. Vậy hả? Dạ. Rồi em có dự định là trong tương lai tới là mình sẽ làm cái gì? Thì em hy vọng thì nói chung là cái lửa của nghề vẫn còn, thì em hy vọng là sau cái giải này, Trần Hữu Trang này, thì em sẽ
một cái tìm một cái đơn vị nào đó để em có thể cộng tác, để có thể là thể hiện mình trên sân khấu cho khán giả đó anh, phục vụ khán giả. Dạ. Alo alo. Rồi. Anh Tài đã hỏi say sưa quá cho nên là mất tín hiệu một tí, thì bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lại với anh ngay bây giờ quý vị nha. Với Hàng Ni đi thì mình bước ra từ Bông Lúa Vàng, từ hành trình từ Bông Lúa Vàng cho đến Trần Hữu Trang này, thì mình thấy là cái nghề của mình nó đã trưởng thành hơn nhiều hay chưa? Đúng rồi, thì lúc trước thì chưa đoạt giải Bông Lúa Vàng thì nó còn long bông à. Từ lúc đoạt giải tới giờ thì Ni đã thấy sao các cô chú chỉ dẫn cho mình, thì Ni cảm thấy là mình càng ngày thì nói chung là cũng càng tiến bộ được, Ni cảm nhận như vậy. Nhưng mà trên con đường nghệ thuật này thì học hoài học mãi vẫn không hết, thì hy vọng là sẽ còn học hoài, sẽ còn tiến bộ hơn nhiều, xa nhiều nữa để cho có thể là quý vị khán giả càng ngày càng yêu mến hơn nữa. Và thử thách mình không ngừng với những vai diễn đúng mới rồi. Đặc biệt là đúng ở rồi. Mùa giải Trần Hữu Trang năm đúng nay rồi. Dạ, dạ. Có anh Tài thì hiện tại là máy đang hết pin cho nên là chờ chút xíu thì sẽ kết nối lại. Còn thứ hai là hôm bữa trước là từ 14 đến 18, nhưng hôm nay có sửa lại là từ ngày 17 cho đến ngày 21 tháng 10 đúng rồi. Sẽ diễn ra vòng chung kết Trần Hữu Trang. Do lượng thí sinh năm nay cũng nhiều cho nên ngày thi nó cũng dài hơn. Nên là quý vị tha hồ đến coi nha. Sẽ Thu Ngọc Thu đảm bảo cực kỳ là hấp dẫn. Anh Hiệp nhớ đi coi nha. Vâng. Anh Hiệp nhớ đi nha. Rồi bây giờ xin mời thính giả kế tiếp sẽ giao lưu với Hàng Ni trong lúc chờ anh Tài quay trở lại. Yeah. Alo. Dạ alo. Dạ. Chương trình xin được chào bạn. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Vận Thi, em gọi đến từ Cà Mau ạ. Xin chào anh Nam Hiệp cũng như chào chị Ngọc Thu, chào nghệ sĩ Hằng Ni nha, chào các nhạc sĩ, là chào trân trọng nhất ạ. Dạ. Dạ thời tiết ở dưới Cà Mau như thế nào chị ơi? Dạ thời tiết hiện nay thì hiện tại bây giờ thì thời tiết đẹp rồi anh. Trời nắng. Dạ. Dạ. Hôm nay lâu quá mới liên hệ lại với chương trình. Hôm nay thì có đi chơi với cháu nội rồi không? Dạ không anh. Rồi, để thời gian mình giao lưu với chương trình ha. Đúng rồi, dành thời gian giao lưu với chương trình. Dạ, hôm nay thì mình gặp gỡ với lại nghệ sĩ Hàng Ni khi mà bạn tham dự giải Trần Hữu Trang và cũng đã tiến vào những vòng trong rồi. Thì chị Phượng Thi có lời chúc mừng cũng như là có những cái điều gửi gắm gì muốn chia sẻ với Hàng Ni không? Dạ, thì trước tiên thì Phượng Thi cũng không biết nói gì hơn. Thì được biết nghệ sĩ Hằng Ni đã đạt được giải Vấn Vân năm 2020 của Bông Lúa Vàng đó. Dạ. Thì Phượng Thi chúc mừng Hằng Ni đạt được điều mà mình mong ước nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Thì cho Phượng Thi hỏi là nghệ sĩ Hằng Ni thì đối với nghệ sĩ thì đạt được giải Vấn Vân của Bông Lúa Vàng á, thì trong cái quá trình học tập đó mình có gặp nhiều khó khăn lắm không Hằng Ni hả? Dạ thì cái lúc mà mình tập luyện để đoạt được cái giải danh giá của Bông Lúa Vàng thì em cũng cày da chóc dãy lắm chị. Cũng hết mùa này chứ coi cũng mấy mùa rồi đó. Hai mùa rồi để tập luyện để thành công để được cái đỉnh như thế thì em cũng nói chung là cũng vất vả chị. Dạ. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đạt. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nói chung là chúc mừng Hằng Ni. Dạ. 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 Rồi mùa giải Bông Lúa Vàng mới đang khởi tranh thì chị Phượng Thi có tham gia gì không? Có tham gia mùa nào chưa? Thì Phượng Thi cổ vũ ạ. Cổ vũ tất cả các thí sinh. Dạ. Rồi hôm nay rất là vui khi mà gặp lại quán quân Bông Lúa Vàng ha. Thì chị Phượng Thi có ý định sao không? Có định ca hay là giao lưu hay là câu hỏi gì nữa không? Dạ có, để Phượng Thi cũng hỏi thăm về trò chuyện với nghệ sĩ Hằng Ni tí xíu ha. Rồi dạ. Mình có cũng mong muốn được hát song ca với nghệ sĩ Hằng Ni nè, mà không biết những bài hát mà của Hằng Ni thuộc thì không biết có Phượng Thi có được thuộc không? Dạ. Có được rồi, không biết nữa. Thì chị cứ cho em biết là bài hát nào trước đi ạ. À. Cái đối với nghệ sĩ Hằng Ni thì
để mình cái nói về ca cổ thì theo như kinh nghiệm của người nghệ sĩ thì như thế nào mới gọi là hoàn thiện hả Hằng ơi? Dạ thì theo em riêng em á thì một câu vọng cổ mà để thể hiện mình một cái thăng trầm và nói chung là cái gần cái nhịp và câu vọng cổ mình xử lý sao cho nó hay để nghe cho các khán giả nghe được ngọt ngào êm ái thì cái câu vọng cổ đó thì sẽ hoàn thiện hơn, chứ mình có một cái lỗi gì đó thì nó cũng chưa hoàn thiện á. Theo em là như vậy. Với lại nghe vọng cổ nó còn tùy thuộc vào tai của người nghe nữa. Đúng rồi, mọi người có người thích thì nghe từ sự nghe nhẹ nhàng, nhưng có người chỉ thích những cái giọng ca bắn lên trên vậy kiểu vậy. Đúng rồi. Có những người ta thích cái giọng ca trầm, giọng ca buồn ha. Đúng rồi. Như Phượng Thi hỏi thăm là tại vì mình cũng cũng muốn học hỏi các anh chị để mình có dịp mình hát vô lên trên đài này, hát như thế nào để cho người nghe sướng đôi tai á. Thôi thương nhau. Dạ. Rồi, bây giờ chị hát giao lưu với chương trình, chị muốn hát song ca với Hàng Ni của em bài gì? Phần thi thì cũng thuộc song ca gì nữ thì cũng thuộc chỉ được có vài bài, một hai bài thôi. Ví dụ như là Mai chị về thì Hàng Ni có thuộc không Hàng Ni? Dạ bài đó em không có thuộc. Rồi. Con gái của mẹ. Con gái của mẹ thì được. Con gái của mẹ đúng không? Là bây giờ em sẽ kiếm bài con gái của mẹ. Được không Hằng Ni? Con gái có mẹ ha. Dạ. Bây giờ mình hát câu mấy nè. Đề nghị nghệ sĩ chọn đi. Câu 1, câu 2 cũng được, mà câu 5, câu 6 cũng được, bởi vì bài hát đó thì Phượng Thi thuộc. Dạ rồi, vậy cho dễ giao cho Ngọc Thu đi. Bây giờ vấn đề là bây giờ ai sẽ là người vô cổ nè? Ai làm mẹ, ai làm con nè? Dạ, ai cũng được ạ. Ai cũng được ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ hát câu 1, 2 nha. Dạ. Câu 1, 2. Ok. Cho chị Phượng Thi làm mẹ nha. Dạ chị. Rồi. Vậy là nếu vậy thì chị mời Hằng Ni. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Xin mời bài nhạc. Dạ, mình vô nhạc. Dạ chị vô nhạc trước đi ạ. Mình vô cổ luôn đi Hằng Ni. Mình vô cổ luôn đúng không? Dạ. Nhạc lâu quá rồi tự quên rồi nhạc. Dạ. Mẹ ơi, phận gái 12 bên mướt biết bên nào, trong biển sông nào đục biết rồi hay mai, một ngày mai con xuất gia theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm mẹ cứ mang hoàng dương, chưa một lần con đền tạ nghĩa. Mai mốt đây con về làm dâu thiên hạ, là cả một đời con trao gửi trọn người ta. Đây mẹ cô đơn khi bóng tôi và ai hầu hạ chăm lo từng ba cơm chén nước. Nhưng con nào mà chẳng là con, mang trong dạ ấm thân tay, làm sao không đưa cho
đi nha. Trời, buổi sáng mà người đẹp ca vậy là cũng là dữ lắm rồi đó nha. Mẹ, mẹ gả con lên tới tận thành phố Hồ Chí Minh luôn. Sài Gòn luôn gì đó. Xa quá chị ơi. Mà vấn đề là rất hay ở chỗ như thế này. Giọng ca của Ni rất là cao. Giọng ca của chị cực kỳ êm. Mà hai người kết hợp vô nghe nó vẫn hay à. Cảm ơn chị. Dễ thương, dễ sợ luôn. Cảm ơn các anh nhạc sĩ nha. Dạ. Cảm ơn anh Đức và cảm ơn anh Hoàng Thuận. Anh Thuận, anh Đức đẹp trai. Cảm ơn nữa, cảm ơn anh kỹ thuật ngoài kia đã hỗ trợ. Đúng để cho rồi. Nguyên ekip ở đây nói hay ơi là hay. Dạ. Rồi, chị có thể nghe lại con gái của mẹ ha. Tụi em sẽ đăng tải lên Facebook của chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề, cũng như là chị có thể nghe lại chương trình này được phát lại là 13 giờ cho đến 14 giờ ngày mai trên kênh FM 87.7 MHz chị ha. Dạ, dạ rồi. Trước khi tạm biệt chương trình thì Phượng Thi xin cảm ơn các anh chị đã tạo điều kiện cho Phượng Thi được giao lưu với nghệ sĩ Hằng Ni trong buổi sáng hôm nay. Dạ. Và cũng không quên chúc Hằng Ni luôn luôn có thật nhiều sức khỏe để phục vụ quý khán giả gần xa, trong đó có cả Phượng Thi đó nha. Dạ, em chúc, cảm ơn chị. Dạ, chúc nghệ sĩ Hằng Ni luôn lúc nào cũng thành công tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực ạ. Cảm ơn chị nhiều ạ. Mà Hằng Ni là mình có cảm giác là chỉ cần nghe tiếng đàn là giống như là Hằng Ni ca bất chấp. Đúng Hằng Ni. Giống như là nói chung thì cái tiếng đàn nó ăn vô máu rồi mê lắm. Thật sự ra tiếng đàn cổ nè và cái nhạc hù ảo nổi lên, trời ơi. Đã lắm. Mà có nghĩa là bạn này bước lên sân khấu diễn bất chấp. Chỉ cần thấy khán giả là bất chấp. Mê á, gọi là mình mê nghề. Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề đang được phát trực tiếp trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng chủ nhật hàng tuần lúc 9 giờ đến 10 giờ. Và Ngọc Thu Nam Hiệp cũng mong quý vị sẽ đồng hành cùng chương trình và hai số hotline là 028-3822-3285 và 028-3822-4429 để chúng ta cùng tham gia giao lưu với nghệ sĩ của chương trình sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì mời thính giả kế tiếp sẽ cùng giao lưu với nghệ sĩ Hằng Ni ạ. Alo. Alo. Dạ. Mến chào Ngọc Thu Nam Hiệp, ca sĩ Hằng Ni và ba anh nhạc công nha. Dạ. Dạ. Hôm nay chỉ có hai anh thôi. Anh kia đi show rồi. Dạ. Dạ, mình giới thiệu chút xíu về mình đi ạ. Dạ, chị là tên là Nguyễn Diệp, em chị ở phường Hòa Lợi của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ạ. Dạ. Dạ. Ừ. Chị Úc em là gọi rất là nhiều, gọi liên tiếp vô trong tổng đài của chương trình trong lúc mà nghệ sĩ Hằng Ni đang giao lưu với thính giả. Dạ rồi. Dạ. Dạ, chị, tại vì chị rất đam mê giọng hát của nghệ sĩ Hằng Ni, với hơn nữa nghệ sĩ Hằng Ni có một cái máu lửa đam mê, chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Chị dạ. Đặt câu hỏi gì cho Hằng Ni sáng nay ạ? Dạ, qua đây thì chị cũng xin được làm quen với ca sĩ Hằng Ni và cũng xin có một câu hỏi để được em chia sẻ nha. Dạ. Trước khi mà em dự định mà dự thi cái giải bông lúa vàng đó, dạ. Thì mình sẽ có những hành trang như thế nào em? Và khi mà mình định mình đi thi là trong cái tâm trí của mình là mình có lên một cái dịp là mình phải thắng, hay là mình đi thi với một cái tinh thần là chỉ là một thí sinh dự thi thì như thế nào thì mình hay thế đó ạ. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị, thì lúc mà em đã cái lửa để đam mê để đi thi cái lần đầu tiên đi thi cái chương trình Bông Lúa Vàng thì em đã chuẩn bị cho mình, có nghĩa là em đã thi một lần em đã thất bại rồi, thì lần sau thì em rút kinh nghiệm. Em rút kinh nghiệm thì em cũng đã chuẩn bị bài cho mình, những cái bài từ vòng này em đã chuẩn bị cho tới vòng trong. Không biết là mình có được vô hay không, nhưng mà em đã chuẩn bị cái hành trang cho mình, đã những cái tiết mục mà để cho mình có thể vô tới trong thì em đã sẵn sàng chuẩn bị hết. Và cái thi thì chắc chắn thì các bạn, không phải riêng em, các bạn nào đi thi cũng muốn cho mình đoạt giải,
chứ cũng muốn cho mình để dạ nếu mà không nói là mình đi mình không cần đoạt giải, mình không muốn nhiên giải cao thì mình có thể đi thi chi. Đó là nó thật sự thì em thì cũng vậy thôi, em cũng muốn là đi thi thì mình cũng được một cái giải nào đó để cho cái nghề của mình nó càng phát triển hơn và mình càng có cái lửa đam mê gì là mình đã được cái giải đó. Như vậy thì em đã sẵn sàng, đã chuẩn bị hết cho mình từng cái vòng này vòng này vòng kia để vô tới trong. Và để thể hiện cho mình được thành công thì em cũng tập luyện nhiều và cũng các cô chú chị chạy cho mình cái những cái gì đó chị, những cái gì thì mình đã tiếp thu vô, thì lúc mà em lên thi thì em đã nhớ tới những cái lời đó, thì cuối cùng thì em cũng đã được thành công. Dạ. Chị thấy em nghe đầu chương trình giờ cũng nghe Ngọc Thu chia sẻ em đi thi để coi gì ở nhà hát Trần Quốc Trang. Trần Quốc Trang, dạ, tài năng trẻ. Chuyên nghiệp. Các thí sinh thì đang lây quay tập bài để sợ quên. Khi mà lên thi sợ quên lời đồ này kia. Còn em chỉ ngồi xem báo, nhịp chân xem báo thôi. Thì chị cảm thấy là em đã có một tinh thần rất là cũng như là rất là vững. Và cái niềm tự tin của em cũng rất là cao. Như vậy thì cái động lực nào mà đã giúp cho em có được cái tự tin cao như vậy, mà không phải mình không phải là đắn đo rồi đi tới đi lui rồi nhìn vào bài hay này nọ kia nghêu mài đồ ví dụ vậy. Có nghĩa là lúc mà em đã được tham gia cái giải Trần Hữu Trang thì em đã với lại cái phần thi, cái bài thi đó, cái trích đoạn đó thì em rất là thích, thì em đã tập luyện kỹ rồi chị, em đã chuẩn bị, nói chung là chuẩn bị hết, chỉnh chu hết rồi thì lúc mà mình lên em đã rút kinh nghiệm những cái phần thi trước, có nghĩa là mình gần tới giờ thi đó mình tự áp lực cho mình tự ghép lực cho mình, có nghĩa là mình phải tập tới tập lui rồi mình phải cái này cái kia thì làm cho mình tim mình nó càng càng đập hơn nữa. Đó, càng đập hơn nữa, nên là em đã rút kinh nghiệm rồi, nên là mình cứ ngồi mình coi cái này mình coi cái kia. Mình chuẩn bị xong hết rồi thì mình ngồi mình coi cái này coi cái kia thì cái áp lực của mình nó sẽ giảm xuống. Dạ, em mong là các thí sinh kế tiếp thì cũng giống như em vậy. Chứ là... mình cứ lo giờ chuẩn bị mình ca lại hay là mình học lại học tới lui từ áp lực của mình nó sẽ căng căng lên thì cái tim mình nó cà phịch. Đây là một cái bí quyết mà My đã chia sẻ, chẳng những cho chị được biết mà chị cũng mong sao các thí sinh mà khi đi thi giống như My cũng có chọn lọc cho mình một cái tinh thần rất là vững và để khi mình đến thi thì mình lên sân khấu thì mình đứng nó bình tĩnh và mình sẽ tư tốn trở thành một người nghệ sĩ đạt cái giải cao. Cảm ơn chị. Chị cũng chúc cho em hàng đi luôn luôn có nhiều cái sức khỏe và em luôn luôn có một cái sự phấn đấu nhất định để mình sẽ đạt được cái giải quán quân của nhà hát Trần Vũ Trang lần này nha. Cảm ơn chị. Cái này là nó sẽ có huy chương đó chị. Cảm ơn chị. Sáng nay em cũng anh thì có biết không, chị gọi nhiều lắm á. Chỉ có một bài ruột là tiếng chạy trên sóc bom bo đó. Hôm nay có ca bài khác không chị? Hôm nay thì gặp ca sĩ Hằng Ni cũng nghe Ngọc Thu nói Hằng Ni cô cũng hát được nhiều bài lắm. Thì hôm nay chị cũng muốn được trong ca với ca sĩ Hằng Ni qua cái bài Qua Mưa Trắng đó được không ạ? Qua Mưa Trắng của tác giả Ngự Bình. Dạ đúng rồi. Của tác giả Ngự Bình. Như thế sao? Dạ thì chắc phải sạch lên chứ em cũng không thuộc. Nhiều khi mình hát lâu á, cái mình để lâu không hát lại thì nó có quên. Còn bài nào nữa không chị? Thì những bài khác thì như Nam Hiệp nói thì chị cũng thuộc, nhưng mà chị cũng không có tập tành nhiều nên rồi. Dạ thôi thì hôm nay chị cứ đưa đoàn chiến sĩ qua sông đi ha. Hát Qua Mưa Trắng. Rồi Qua Mưa Trắng mình hát hát câu 5 với câu 6 đi chị, vô câu 5 còn ca sĩ Hằng Ni hát đoạn sông Thương và cái đoạn câu 6 cuối cùng nha. Dạ dạ nói chung là được hết á, nói chung là ai em không tin chứ là Hằng Ni là em chấp hết. Thì bây giờ 2-3 là mình vô ca cổ nhiều nha, liền nghe chứ khỏi nhạc đi ha. Dạ.
Thì qua đây cũng xin hai anh giúp giùm cho Út em hoàn thành cái câu hát của mình. Chứ Út em hát thôi. Em đậm đà thương cách mang về chỉ sâu lòng không cánh bay giữa trời thu đẹp anh dương hồng chân thấy trong đoàn quân cách mạng nghe mà nước mắt mẹ tuôn đồng ai cần quay hương đường đó chỉ là ngày bỏ cách mấy kim bao ôi qua mua mẹ năm nào đường đã rời dây mà buồn chi thế nhưng cách mạng nó dặn lại cho chị đừng ma lưu lạc nghe tới dân sâu trong mắt mẹ tâm ngày trên bên sông thoáng trong con đò năm xưa chỉ cầm chèo thay mẹ sớm trưa và bao cuộc tiễn đưa đưa đoàn trai trẻ lên đường ra nơi chiến trường giờ tôi mới tưởng qua mùa ấy trên bên sông đang chờ tôi đi kìa những người mang nhiều mơ ước đang cùng nhau theo gót chân mẹ nhớ cha là những người đi trước chị là tôi tiếp bước cây đa lớn màu wow. Cha cha. Thử thách được rồi đó chị. Bây giờ em phát hiện ra là chị vẫn có thể hát được dây của Ni. Chứ không phải là hát như cái dây mà chị vẫn hay hát, mà sao lần nào mà ở đây nhạc người ta lên đúng cái dây mà chị cứ hát cái dây thấp hơn hoặc là bị cao hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì chị nói với em là chị hát tự do chị không hiểu. Không. Không, chị không, chị hát được không, chứ. Có nghĩa là khi mà Ni hát xong chị vẫn hát được theo dây của Ni. Chị vẫn lên gió được đó chị. mà như vậy là phát hiện ra là nếu mà có người mồi cho chị hay sao đó thì chị sẽ vô dây được. Đúng. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng. Dạ. Thôi đây là một cái kinh nghiệm đi. Chị hôm nay là chị kinh nghiệm chị học hỏi rồi mai mốt có dịp nào đó thì gặp nhạc sĩ Hằng Ni thì chị có thể cùng với ca sĩ Hằng Ni nhạc sĩ Hằng Ni hát. Có nghĩa là chị vẫn hoàn toàn có thể đu theo những cái dây cao được. Đúng chứ rồi. Không phải là không được nha. Dạ. Dạ. Hồi nãy chị tưởng chị không đu nổi chứ mà... Đó. Nhưng mà chị không biết cái đoạn nào chị sợ nó vô nó tạc thôi chị cũng hát đạo vô. Nhưng mà hôm... Dạ đúng rồi đó chị. Hôm vô nay được là chị. Phải nói là dạ. Cảm ơn Hằng Ni, nhờ Hằng Ni mà phát hiện ra là chị hát được. Dạ như vậy mấy bữa sau là em sẽ dụ nghệ sĩ ha mồi cho chị, còn nếu không có nghệ sĩ mồi thì Ngọc Thu sẽ mồi ha. Mồi dây cao nhất. Dạ, thì đúng rồi, nếu mà không có nghệ sĩ mồi thì Ngọc Thu hay là Năm Thịt mồi cũng được. Dạ, em cũng mồi dữ lắm chị. Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn chị nha đã đến với chương trình sáng hôm nay. Rồi tạm biệt chị, xin chào tạm biệt. À, tại vì thính giả này quý vị có biết là lâu lâu Hà Giao Lương mà cứ hát chỉ hát đúng cái dây của mình thôi, dàn nhạc đơn gì kệ dàn nhạc, anh Hồng Đức với anh Ngọc biết luôn. Mà hôm nay là đi bắt cái dây đúng không? Bắt Ni cái dây chỉ vô luôn đúng không? Ni giỏi quá. tại vì Hằng Ni cũng hơi khựng tí ở cái lời ca. Đúng đó. Rồi đúng rồi. Nhưng mà chỉ cứu Hằng Ni mà thành ra là chỉ thể hiện được. Ừ, đúng rồi. Rồi cảm ơn Hằng Ni và cũng cảm ơn chị luôn. Bây giờ còn một thính giả nữa, chắc là cho bạn Giao Lưu luôn nha. Alo. Alo. Dạ. Dạ, em xin chào chị Ngọc Thu, anh Nam Hiệp.
hai nhạc sĩ và đặc biệt là chị Hàn Ni. Ừ, chào em. Rồi, dạ. Em hỏi thăm sức khỏe gì đó đi. Dạ. Chị khỏe không chị? Dạ, hai chị nào đây ạ? À? Đúng rồi đó, dạ, chị á. À vậy hả, chị vẫn khỏe, chị vẫn khỏe, cảm ơn em. Dạ, chị tham gia cái cuộc thi nghệ sĩ thần tượng đi tới đâu rồi chị? Thì cũng bật mí cho em chút là chị cũng vô được ở trong chút rồi. Theo dõi cũng kỹ quá nha. Kỹ quá à. Dạ, cái dòng sao là đơn phong chị, đơn ca phong chị. Đúng rồi, đơn ca em. Dạ. Ai là đây? Dòng song song ca chị đã qua hả chị? Xong biết luôn. Nói chung là bản rành quá là bản chuyên đi thi các cuộc thi nè, Kim Hiền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời chị, ơi. Cho nên mấy cuộc thi về tài tử cải lương rất là rành. Đó. Rồi sao em thấy Hàn Ni? Dạ không. Tại em thích người nào mới tham gia. Có nghĩa là mê ai theo dõi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi Hàn Ni ta đi thi lén lén mà cũng phát hiện ra nữa. Trốn rồi á. Không anh không có lén lén, hàng ngàn người người ta biết. Rồi, còn em sao rồi, thi tài tử miệt vườn sao rồi? Dạ cũng vui vui, cũng được giải một chút. À vậy hả? Tưởng đâu dạ. Nhờ Hàn Ni trợ diễn nữa nè. Mỗi lần mà lên sóng là em cái cứ nhờ anh Đăng viết kịch bản. Mấy cứ nhờ mấy nghệ sĩ chúng ta trợ diễn. Vậy hả? Thì lần này không biết Hàn Ni bị dụ hay không thôi. Nhưng mà cái dây của chị em hát không tới. Đu không nổi hả? Đúng đâu, dạ, đúng mình cứ đu theo thấy chị hồi nãy không? Thấy khán giả hồi nãy không? Trời đất ơi, đu thấy, liền. Thấy chị Út em không? Đó. Không, chị Út em từ một cái dây rất xa lạ. Dạ không, em tham gia cuộc thi em cũng bị đu dây nữa anh. Thí dụ đang tập em với anh kia tập dây này, dây kép, thì khi mà lên diễn thì anh hát dây xề em đu quá trời. Anh nào kỳ á? Đổi chương trình, em không biết. Trời ơi. Rồi, tiếp tục quay lại với Hằng Ni đi. Em hỏi gì, em hỏi tiếp có đi. Có kinh nghiệm gì, có cần chia sẻ bí kíp gì không, kinh nghiệm gì không? Dạ, hồi nãy em có nghe chị chia sẻ là ví dụ như tham gia cuộc thi thì mình đừng có dạng như mình không quan tâm quá á chị. Thì mình sẽ không bị áp lực. Đúng rồi. Dạ, em cũng học theo cách của chị đó. Khi mà em tham gia cuộc thi em không có quan tâm chị. Thì đây là cũng cái mới phát hiện của chị đó. Thì dạ. Có nghĩa là Ni cũng mong là các bạn mà tham gia các cuộc thi sắp tới đây thì càng vô sâu thì mình phải càng vững vàng. Có nghĩa là bài vở của mình nè, mình đã chỉnh chu hết rồi, mình đã mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi thì không cần phải lo, không cần phải gần tới cái lúc mà mình ví dụ bạn trước thi rồi sắp sửa tới mình thì mình lại là thể hiện lại những cái bài ca hay là mình nhớ lại cái này cái kia, không cần phải vậy. Càng như vậy thì mình càng phải áp lực. Áp lực cảm giác tim mình nó đập đó là mình sẽ mệt. Thì mình cứ thả lỏng ra, mình cứ ngồi mình chơi hay là mình làm cái gì đó. Rồi tới lúc mình ta nói bài thí sinh đó tên mình lên thôi thì mình rất là vững vàng. Như vậy đỡ phải mệt hơn á. Dạ. Rồi. Hôm nay bây giờ thời gian sắp hết rồi nha. Bây giờ mình sẽ để dành câu hỏi lại nha. Lần sau mình hỏi tiếp, bây giờ em sẽ hát cái gì cùng với chương trình nè. Dạ chị cho em tham gia lại cái trích đoạn em thi được không chị? À em thi cái gì đó? Dạ trích đoạn Sông Dài. Wow. Hay lắm ạ. Rồi bây giờ cho em hát một câu trong trích đoạn Sông Dài nha. Dạ. Dạ. Em hát dây gì? Dạ dây thường thôi chị. Rau dây đó chị. Dây thường. Dạ rau dây đào cho em chưa? Làm sao được như mong muốn anh ơi, chẳng xem trăng chiều cần trời tâm tôi. Tư vấn em chắc không bao giờ thay đổi, tròn kiếp này đây trong thế giới vô hình. Màu sắc trăng tinh minh nỗi buồn cổ chú cùng em như người.
người đi vào cõi mông lung quyền ảo, từng bước lần mò khổ lòng mạnh lối, không phân biệt cao ngày, không ghen cảnh tương lai. Thương anh qua nhưng em không làm sao chia sớt được, một mình anh dân dễ bao nhiêu nặng nhọc. Đêm tận đêm em thầm khóc riêng mình. Cái giọng thì quá cũng quá hay đúng không Thu? Dạ. Dễ thương quá. Nó nhẹ nhàng hơn cái giọng nói rất là nhiều đúng không? Giọng người khác. Hay là anh để điện thoại cho người khác hát đó. Dạ không có, ai cũng nói vậy chứ anh. Hát với nói không có liên quan gì cuộc đời nhau hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi cảm ơn em. Rồi chúc mừng em với trích đoạn này. Rồi cũng có được giải thưởng chút xíu không? Đủ để khao không? Dạ đúng rồi. Dạ đủ. Dương đủ. Ăn chè. Rồi vài bữa về Đồng Tháp nha. Dạ. Rồi dẫn nhạc. Qua chương trình thì em cũng cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ giùm cho em thi tốt. Dạ. Em sẽ hẹn gặp các anh chị sau gala Đài Bình Phước nha. Đi hết các đài vậy em hả? Làm gì Đài Bình Phước nữa ra em. Để em cũng vô gala mấy cái gala anh. Rồi, vậy hả? Rồi em định xuống với dạ. Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi, tại vì vô gala là thí sinh đi đến Bình Phước hết anh. Rồi chỉ có 8 người à. Cố lên. Cố lên nha, giữ sức khỏe nè. Rồi. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Dạ em cảm ơn chị Hằng Ni. Hôm nay em đã biết thêm một cách để cho em tự tin hơn để nữa tham gia các cuộc thi nhỏ nhỏ. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ hẹn gặp lại chị sau nha chị. Rồi bye bye em. Chào chương trình. Dạ em chào chị. Còn bây giờ thì Hằng Ni sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả của chương trình hôm nay một cái trích nào đó hoặc là một bài vọng cổ nào đó trong một cuộc thi nào mà Ni cảm thấy thương và nhớ. Thương nhớ nhất thì trong cuộc thi mà Ni đã trưởng thành tại đài VOH của mình, bông lúa vàng, thì Ni sẽ thể hiện lại cái vòng lúa vàng. Lớp trích đoạn Nhị Kiều Tướng Quân. Đây là một cái trích mà Ni cũng hát rất hay luôn á. Đúng rồi, cũng Ni cũng tâm đắc cũng máu lửa để để được vô chồng chồng á. Rồi xin mời Ni. Ni Bình ơi, từng giọt bão rơi rơi dài trên đất mẹ. Lê Minh ơi, người có lạnh lắm không? Đi về đâu khi người mang thương tình? Khi núi sông đang reo gọi hồ thủy vàng tình trời, hãy để cho ta vài phút giây lặng giúp mắt người trời xuống sắc vàng câu thề. Lê Minh, Lê Minh, Lê Minh ơi, một lại năm xưa ta đã ký thác sơn hà trong tay diêm tướng che. Người đã chẳng phụ lòng non nước, chẳng phụ lòng ta. Vậy thì đấy, ta lại này một cua non
sông. Một chú tương ta ưng Lê Minh, còn một lái nữa của người em từ thuở âu thơ. Mà giờ này mình xa nhau mãi mãi, có phải không Lê Quỳnh? Trời trời, kỳ công, rồi đây ta sẽ đi tên người dùng thương Lê Minh lên. Đường gươm ta thề trước anh hùng, dẫu cho còn hơi thở cuối cùng, dầu thịt nát xương tan, đất nước này ta không thể để cho mất đi nửa tấc. Ngủ đi anh một giấc ngủ muôn đời, gương sáng rạng ngời sống mãi giữa lòng dân. Trời ơi, cảm ơn Hàng Ni rất nhiều. Hôm nay xin lỗi là sáng hôm nay làm chương trình sớm mà Ngọc Thu đã bắt Hằng đi ca rất là nhiều, nhưng mà đúng là bông lúa vàng của quán bông lúa vàng, cho nên là bạn ấy hát rất là khỏe và hát rất là hay. Với lại là anh Văn Ngọc á, anh đang đi công tác, ngồi trên xe anh có nghe và anh có gửi lời đó là Hằng đi ca rất hay, trên sóng nghe rất dạ, hay. Dạ em cảm ơn anh Ngọc nhiều ạ. Dạ, cảm ơn Ni rất nhiều. Ngọc Thu biết là đây là một giai đoạn rất là bận rộn với Ni, lo tập luyện nhiều thứ, chuẩn bị về tinh thần và sức khỏe. Và Thu cũng mong là ở cái vòng thi sau thì Ni cũng đã nói là Ni không có bị áp lực, nhưng mà dẫu gì mình thi chung với quá nhiều người giỏi thì mình cũng lo anh thiệt ha. Vâng, và nói gì thì nói, bên cạnh giải Trần Hữu Trang mình làm tập trung thì mình cũng nhớ đến một cái giải bông lúa vàng của mình. Đúng rồi, Ni trưởng thành bông lúa vàng mà đâu có dám quên được. Đang vào mùa đó, cho nên là nếu mà alo chúng tôi cần thì có thể trợ diễn sẵn sàng cho các thí sinh bông lúa vàng. Các thí sinh ơi, ai có cần thì alo nha. Ni sẵn sàng nha. Dễ thương á. Và 60 phút cũng sắp khép lại. Và quay trở lại với VOH, Ngọc Thu nghĩ đối với Hằng Ni cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Hôm nay thì Ni cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khi mà trở lại với hoạt động chuyên nghiệp thì Ni thấy là được các anh chị bầu show rất thương, rất là nhiều show luôn. Dạ đúng rồi. Ni có chia sẻ cảm xúc gì trước khi mình chia tay với các thính giả của sàn diễn Đời và Nghề, cũng như mình chia tay với lại VH, cái nơi mà cũng đã cho mình nhiều kỷ niệm. À đúng rồi. Thì trước tiên thì Ni cũng nói về các bạn thí sinh chuẩn bị tham gia thi. Thì bây giờ mùa thi sắp bắt đầu rồi nè. Thì bây giờ mình cứ chuẩn bị bài vở cho hành trang cho mình, cho nó ổn định đi, rồi mình khăn gói lên Sài Gòn. Các bạn ở miền Tây thì khăn gói lên Sài Gòn ha. Rồi các bạn ở đây thì cũng chuẩn bị để cho mình được một cái giải danh giá của VOH. Thì cũng xin kính chúc cho quý vị khán giả gần xa đang nghe đài một ngày Chủ nhật thật là vui tươi và hạnh phúc, là một ngày làm việc thật là vui vẻ nè. Chúc cho MC Nam Hiệp và Ngọc Thu cùng với anh Hồng Đức, anh Hằng Thuận anh Hằng Thuận dễ thương, lâu quá em gặp anh em quên gọi. Chúc cho cả ekip của chúng ta một ngày Chủ nhật làm việc thật là vui vẻ nha. Vâng, và ekip cũng chúc cho Hằng Ni nè mình sẽ gặt hái được thành công ha tại giải thưởng Trần Hữu Trang năm nay. Và quý vị ơi, nếu có thời gian thì tối ngày 18 tháng 10 đến nhà hát cải lương Trần Hữu Trang để ủng hộ cho đúng phần rồi. Dự thi của thí sinh Hằng Ni tại giải Trần Hữu Trang quý vị nhé, và chúc cho Ni sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên bước đường nghệ thuật của mình. Phan xí trước khi mà ao chương trình đó thì cho Ni nói một cái, lúc mà Ni chưa có là tham gia bên cái bông lúa vàng thì chưa có bước chân lên cái VOH á. Thì trời ơi, nghe đài nó không biết chừng nào mới được gặp MC Nam Hiệp và Ngọc Thu, nó nói chuyện dễ thương quá à. Dạ. Rồi bây giờ gặp thì ở ngoài cũng dễ thương như vậy nha quý vị ơi. Cảm ơn Ni rất là nhiều. Gặp rồi bắt đầu chán rồi đó, bắt đầu không có chán đâu à. Bắt đầu mai mốt có huy chương, có giải thưởng nhiều là bắt đầu cái ngán ngẩm Ngọc Thu Nam Hiệp liền. Không có đâu, người ta đã đi với nhau, người ta đã nhìn thấy nhau, thấy cái quá trình thi, người ta cảm thấy đúng rất là dễ thương rồi. Hôm bữa mà gặp Thu bên chẳng hạn, trời mừng ghê vậy đó. Nói ủa trời, nói ơi, gặp bên đây nó mừng ghê vậy đó nha. Và nói vậy để quý vị nhớ là chúng ta có rất nhiều cuộc thi, đặc biệt là bông lúa vàng đang vào cái vòng 2, vòng mã non. Cực kỳ là hấp dẫn, quý vị nhớ đón theo dõi nha, trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, và đón theo dõi giải Trần Hữu Trang. Còn bây giờ thì
Ngọc Thu, Nam Hiệp, Hàng Ly cùng với anh Hồng Đức, anh Hoàng Thuận cùng với kỹ thuật của chương trình sẽ được nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào sáng Chủ nhật tuần sau lúc 9 giờ nha. Tạm biệt. Tạm biệt quý vị nha.